Xin chào tất cả các cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Phim buổi sáng ngày hôm nay ngày 24 tháng 8 năm 2020, xin chúc các bác có một buổi sáng vui vẻ, một buổi sáng thật là tràn ngập năng lượng và một đầu tuần mới thật là gặt hái thật nhiều thành công. Buổi sáng ngày hôm nay thì em lên clip để update những mặt hàng hiện tại nhà em có. Nhà em thì có cả những mặt hàng thuần, mặt hàng kg và rất là nhiều những mặt hàng rừng khác. Và ngoài ra thì nhà em có cả những dòng phân thuốc cũng như là những cái bộ sản phẩm phun tưới dành cho hoa lan. Khi các bác đặt hàng muốn tư vấn về dòng phân thuốc nào thì các bác bảo em trong quá trình đặt hàng nhé. Và cũng nhân cái ngày đầu tháng mới này, đầu tuần mới này thì cũng theo cái yêu cầu của khách hàng. Nhiều khách thì bỏ lâu lâu mình không tổ chức một trò mini game chơi để giao lưu giải trí ấy. Thì hôm nay thì em sẽ chơi game để tặng quà các bác nhé. Bây giờ thì hàng tuần thì nếu có thể em sẽ tạo mini game để giao lưu với các bác. Thực ra món quà thì nó cũng không quá to lớn đâu, nhưng mà nó thể hiện là cái sự quan tâm cũng như là tri ân khách hàng đó. Và phần quà ngày hôm nay đó chính là một chậu giả hạc hoa hồng đỏ ạ. Đây ạ, một cái chậu giả hạc hoa hồng đỏ thì nhà em vừa mới bỏ ra đây đó. Một chậu giả hạc hoa hồng đỏ này hôm nay em sẽ chơi mini game, tức là các bác dự đoán cho em cái kết quả xổ số miền Bắc ngày 24 tháng 8 nhé. Và em sẽ chốt đến 6 giờ chiều ngày hôm nay. Đó, 6 giờ chiều ngày hôm nay em sẽ chốt kết quả đối với cái chậu này. Và em sẽ tìm ra người may mắn nhất, đoán trúng và nhanh nhất. Nếu mà không lựa được người nào bạn đoán trúng ấy thì bên em vẫn sẽ tạo điều kiện là tìm người gần nhất. Và gần nhất, nếu mà hai người gần nhất thì em sẽ lấy số nhỏ hơn nhé. Đó, và hàng và cái chậu này thì em sẽ gửi đến tay khách hàng. Đó, đây là chậu giả hạc hoa hồng đỏ, cái dòng hoa nở xuân nở Tết ạ. Các bác có thể rủ bạn bè vào chơi game. Đó, trò chơi này thì không rất là dễ dàng thôi, ai cũng thể tham dự và comment cho em tại phần comment ạ. Em sẽ chốt tại 6 giờ chiều ngày 24 tháng 8, tức là ngày hôm nay, chốt từ vào 6 giờ chiều ngày hôm nay. Và hôm nay thì em giao lưu các bác một số cái bảng giả hạc hoa đại ý thảo Lâm Đồng. Đã, trước khi đi qua thì em sẽ giới thiệu cái bộ sản phẩm phun tưới dành hoa lan mà nhà em hiện tại đang chạy chương trình giảm giá và chạy số lượng khá là nhiều đấy ạ. Tại cái bộ phận sản phẩm phun tưới hoa lan thì nhà em đã có một cái video hướng dẫn rất là chi tiết về kỹ thuật. Loại này thì nhà em đã đóng thùng, quy cách đóng thùng đó chính là đóng vào hộp như thế này. Đây là cái bộ sản phẩm máy đơn. Và bộ sản phẩm máy kép thì nó sẽ to hơn. Đây là cái thùng máy kép. Và máy đơn ấy, nhà em lắp ráp đầy đủ các linh kiện rồi, về các bác chỉ việc là cắm điện và vận hành thôi nhé. Và giá sản phẩm hiện tại đang được giảm giá với giá là 430.000 bộ máy đơn và bộ máy kép là 700.000. Các bác mua đơn hàng hoa lan mà đặt kèm máy đơn, máy bơm ấy, thì hiện tại nhà em còn đang áp dụng chương trình đó, chính là mua hoa lan được giảm giá máy bơm khi mua đặt kèm đối với đơn hàng hoa lan từ 300.000 trở lên thì giảm giá còn là 400.000 và 670.000. Giá này cực kỳ là cạnh tranh với thị trường. Và nhà em có một cái chế độ, đó chính là chế độ bảo hành đối với cái mặt hàng này nhá. Bảo hành cục motor trong vòng 3 tháng. Đây là cái cục motor này. Đây cái máy đơn và đây là cục motor đơn. Và hàng này em được các bác được bảo hành, trong quá trình vận hành có vấn đề gì về lỗi kỹ thuật hay gì mà thắc mắc ấy, các bác không hiểu thì các bác có thể gọi điện bên em. Bên em có đội kỹ thuật sẽ gọi điện cho các bác để tư vấn. Và nhiều bác có tuổi rồi ấy, mình sử dụng bộ này rất là dễ dàng. Đấy. Nên là em thấy là không có gì là khó khăn cả. Các bác không chỉ tưới lan còn tưới cả dòng phân thuốc ạ. Một cái bộ sản phẩm rất là tiện ích và tiện nghi như vậy thì không phải chần chừ gì để có thể dinh về cho khu vườn của mình đúng không ạ? Và hôm nay thì em có một số những bảng đại ý thảo Lâm Đồng em giao lưu các bác. Hôm nay thì em sẽ chia hình nhé, phân hình cho các bác để các bác dễ dàng lựa chọn hơn. Và đại ý thảo Lâm Đồng thì đấy ạ, những cái bảng này đều là những bảng rất là đẹp. Hàng này là hàng nở hoa xuân hoa Tết ạ. Đấy ạ, em sẽ ký hiệu là chữ H nhé. Đấy, chữ H này. Và các bác cứ mua từ 2 bảng trở lên này em sẽ giảm giá cho các bác 20.000 đồng một bảng. Đó. Bảng đầu tiên em ký hiệu là H1. Dòng này thì bông hoa của nó màu trắng tinh và hoa cực kỳ là sai hoa. Đấy, 100% là hàng thân tơ tại ý thảo Lâm Đồng. Hàng này Tết khá là hot. Do số 1 này H1 em bán là 250. Tiếp theo là giò H2. H2 cũng 250.000, thân rất là mập và đẹp. Tiếp theo là giò H3. Giò H3 250.000. Giò H4 đó cũng 250.000. Đấy, hôm nay em bán khá là đồng giá nhiều mặt hàng nhá. Đây ạ, đây là giò H5 này. Giò này cũng 250.000. Tới giò H5. Em chuyển sang giò H6 ạ.
Gió H6 to này cũng 250 ạ. Tiếp theo bên đây là H7 này. Gió H7 270.000. Gió này thì thân dài hơn. Đây là gió H8 ạ. Cũng 270.000. Gió H8. Gió H9 thân dài mập cũng 270.000. H10 một giò 250. Đó, 250.000. H11 một giò rất là nhiều thân. 270.000 H11. H12 250.000. Đấy, giò này H12. H13 là một giò 270.000. Đó, thân dài đẹp đúng không ạ? Và H14 là một giò cũng 270.000. Đó, tất cả những dòng đại ý thỏ Lâm Đồng các bác mua từ 2 giò thì em sẽ giảm giá bác là 20.000 đồng một giò đấy ạ. Đó. Hôm nay em có một số hình long tu sân hàng, hôm nay em còn một số em dọn vườn lốt nhá, nên là có một số bảng hôm nay em bán cực kỳ là giảm giá. Bình thường một cái bảng long tu sân hàng thuần này giá bán ra đã rơi tầm 250 một bảng đúng không ạ? Hôm nay thì cũng có một số bảng đẹp, một số bảng nó hơi lỗ một chút, em thanh lý dọn chỗ luôn. Và em đánh theo từng mã như sau. Đấy, giá dao động chỉ dưới 200.000 một bảng. Mà các bác có một bảng long tu sân hàng thuần để chơi hoa Tết rồi. L1 này. Đây là hình L1. Đấy, bình thường những bảng này vẫn là 250 đấy ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên thì có một số lá nó sứt sạo rồi này. Đấy, kiểu như thế này. Đây có một cái ngọn này nó bị hơi bị rút. Đấy. Cái này em bán là 180.000 L1. Em chuyển sang hình L2 cũng là một hình 180.000. Đây nó bị hư một cái đầu ngọn này này. Đấy, nên là nó chỉ lỗi một xíu thôi, nhưng mà các bác được giảm hẳn 70 đến 80.000 một bảng ấy. Các bác có thể tranh thủ các bác mua, hàng đã bám chắc rễ vào giá thể rồi. L2 180. Tiếp theo L3 là một bảng 200.000. Bảng này 200.000 quá nhá. Đó, bảng này thì tỷ lệ lỗi nó không có nhiều. 2 4 6 6 và 2 thân con. 200.000 cái bảng này. Đây là L3. Để các bác treo lên nó sẽ như thế này này. Đấy, nó đang. L4 là một bảng 180.000. Thế bị hư một đầu ngọn, hai đầu ngọn. Còn đâu những cái ngọn này vẫn lên, vẫn phát triển bình thường 180. L5, bảng này thì nó ít thân nhất và nó bị hư cũng tương đối 3 4 ngọn gì đấy, 120.000. Bảng này 120. L6 180.000. Đây chỉ bị hư một cái đầu ngọn thôi. Từ 250 em giảm xuống còn 180.000 luôn. Đấy, giò này giò L6. Giò L7 ạ. Giò L7 cũng là 180.000 nhá. Bảng này thì đẹp nhưng mỗi tội cái thân dài nhất này. Nó nặng quá nó bị gập mất thân ở phía dưới. Đó. 180. L8. Giò này 150.000. 150.000 này. Đấy, cái đầu ngọn này nó bị hư và ít thân, thân nó ngắn nên em bán 150. Em có ba cái rể kiều tím miền Trung. Kiều tím miền Trung hay kiều hồng ạ? Cái này bản lá cực kỳ dày. Và đây bản lá là bản lá tre. Đấy, bản lá tre nhá. Rể 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 bản lá tre. Riêng cái rể này em cân nặng đã là 1 cân tròn 1 cân. Tức là cái rể này nó rất là nặng. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ lá trong một cái rể nó hơi ít, thành ra là em sẽ bán giảm giá cái rể này luôn. Quay trực tiếp cho bác này. Thực ra là những cái gốc này sau này nó bật mầm thì phải nói là cực kỳ nó khỏe. Đó. Rất là khỏe luôn đấy các bạn. Rất là nhiều mầm gốc. Hứa hẹn rất là nhiều mầm gốc. Dè này em cân tròn 1 cân nhá. Bình thường kiều tím thì ngoài thị trường vẫn đang bán ra với giá hơn 300 đúng không ạ? Dè này em bán 260.000 thôi. Em bán thanh lý xả lỗ luôn. Tiếp theo là một cái dè kiều tím thứ 2 K2. Cũng là một dè lá tre. Dè này thì tân tơ đẹp hơn. Thực ra nó nhẹ cân hơn cái dè kia. Nhưng được cái là nó nhiều thân lá và đặc biệt hơn này, những cái mắt nụ rất là nhiều. Đấy, dề số 2 này, rất là đẹp, em bán là 220.000. Đây là K2. Và K3 là một cái dề lá mít. Trời ơi, một dề lá mít người ta bóc nguyên này. Bóc nguyên từ một cái mảng cây ra. Đấy, rất là nhiều thân lá, thân tơ này. Đấy, thân hoa nhiều lắm các bác ạ. Nhiều thân hoa lắm. Đây, một cái dề kiều lá mít các bác nhé. Nói chung là hàng rừng thì sẽ có cả thân tơ, thân già. Nhưng mà tỷ lệ thân tơ em thấy cũng rất là nhiều. Và rất là nhiều những mắt hoa. Đây kể cả thân già này, nó chỉ ra hai mắt này. Còn mấy mắt ở dưới nó chưa cho hoa luôn. Đó. Đấy, cái dè một dè lá mít. Mà nó như một khúc nguyên bản luôn. Dè này em bán là 470.000.
Về các bác ốc nguyên mà cây, hoặc là các bác về các bác ấy mầm gốc cũng được. Đó, một cái rề của nó này, 470.000. Đây, một rề khúc nguyên bản luôn. Em có một số phần hạc vĩ này. Cái hàng này thì em bó mỗi bó như vậy rồi này. Đủ các bác ép một giò rất là to đẹp này. Đó, hạc vĩ Tây Bắc và cũng có thân đà thân tơ, nhưng mà lô lần này về rất là đẹp tươi. Mỗi bó như vậy em bán là 100.000 một bó nhá. 100.000 đồng một bó. Một giò hạc vĩ các bác về ghép lên giá thể thì nó sẽ rất là đẹp. Và hàng này thì thuộc cái top dễ trồng, dễ chăm. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái dòng quế trắng tháng 8. Quế trắng tháng 8 hàng lá xếp thôi nhé. Hàng hôm nay thì em chỉ có hàng xếp chung thôi. Hàng cây giống nhà em thì hiện tại đã hết hàng rồi ạ. Hàng xếp chung, đây là những cái cây xếp từ cây chung trở lên, có cả cây lớn. Đây là những cây này gọi là cây chung rồi ạ. Đó, hàng lá xếp rất là đẹp. Và hàng này thì giá thành năm nay thì nó còn rẻ hơn so với năm ngoái ngoái đấy ạ. Đấy, hàng lô quế trắng tháng 8 lá xếp về để cho mọi người xem luôn cái bông hoa của quế trắng, quế lan hương. Đệ hoa của nó hôm qua có bông hoa màu trắng tinh cơ, nhưng hôm nay thì chắc là do vận chuyển nó va đập ấy và để trong cái thùng ấy, thành ra là nó đã hơi chuyển sang cái màu vàng ngà rồi. Còn thực tế là hoa của nó hôm rồi, bông hoa lúc mà mới về vỡ thùng ra nó trắng tinh, cực kỳ là thơm. Đó, thơm lắm ạ. Dòng này thì đệ nhất hương thơm rồi. Quế tháng 8, quế lan hương này thì em bán với giá là 630.000 đồng một cân nhé. 630.000 đồng một cân. Các bác có thể lấy từ 2-3 lạng để ghép vào giò. Đó, nhà em cũng sẽ bán lẻ cho các bác. Tiếp theo là hoàng thảo thập hoa hay là hồng câu ạ. Đó, hàng cây rất là tươi, đang bật rất là nhiều mầm chồi. 150.000 đồng một cân hoàng thảo thập hoa. Em còn duy nhất 2 chậu thiên nga đen. Thiên nga đen thì thực ra là cái cây của nó rất là khỏe. Tuy nhiên thì cái dòng lá thiên nga ấy, thông thường nếu mà thời tiết nó nóng quá hoặc là để 1-2 hôm mà thiếu nước là nó sẽ hay bị vàng như thế này. Đó. Còn riêng dòng thiên nga thì bản chất cây nó sẽ sống bằng củ giả hành. Một vài hôm nữa khi mà nó chuẩn bị có hoa ấy, thì tất cả những cái lá này nó cũng sẽ rụng xuống thôi ạ. Nên là bình thường em bán là 300.000, hôm nay bởi vì cái lá nó hơi xấu hơn một chút, nhưng nhìn tổng thể cái củ giả hành nó rất là khỏe đúng không nhá. Em sẽ giảm giá cho bác là còn 280.000 đồng một chậu thiên nga đen. Hàng này hàng chuẩn mặt bông. Và bông hoa của nó màu đen tuyền, màu đen bất diệt đấy ạ. Màu đen nó tượng trưng cho cái sự vĩnh cửu. Đấy, riêng dòng thiên nga đen này nó cực kỳ là có ý nghĩa. Ý nghĩa linh thiêng là như thế. Đó, các bác có thể là search trên mạng ấy. Còn duy nhất 2 chậu nhá. Đấy, một chậu này nó bị vàng. Vài hôm nữa nó rụng hết lá. Các bác chủ yếu các bác trồng một củ giả hành thôi. Đó, 280.000 đồng một chậu. Em có duy nhất một bảng giả hàng Pháp này. Bảng này gồm có 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kỳ, 11 thân. Và bảng này mầm gốc đang lên rất là nhiều luôn. Đó, nó có một cái lỗi duy nhất, đó chính là cái thân này nó bị gập. Đó, đây là cái bảng này em thanh lý nhá. Thanh lý với giá 400.000. 400.000. Cái này chắc phải 2 hôm nữa em sẽ gửi cho bác, bởi vì vừa rồi em cắt nước ấy, để gửi cho khách. Nhưng mà nó hơi bị mất nước một chút. Đấy, tầm 2 hôm nữa thì bắt là lấy cái bảng này em bán 400.000. Thì em sẽ gửi hàng cho các bác. Giới thiệu các bác cái lô kiều tím miền Trung, hàng cặp bến này, hàng bao xanh bao đẹp luôn. Và các bác lưu ý giúp em nhé, kiều này là kiều miền Trung chứ không phải là kiều Yên Bái. Nếu mà nói về độ tím đậm nhất ấy, thì thực tế là cái kiều Yên Bái thì bao giờ cái độ tím nó sẽ đậm hơn. Và hàng đấy thì giá thành nó rất là cao, không có hàng kg bán, và hàng đấy người ta bán theo thân cơ. Các bác biết giá trị bán theo thân như những cái dòng mà bán thân như thế này này. Đấy, còn 100.000-200.000 một thân cơ. Còn hàng này có hàng kg. Thì kiều tím miền Trung này thì giá em bán là 280.000 đồng một cân nhá. Hàng bản lá rất là dày dặn. Lô này về cây rất là đẹp, nhiều cây bản lá tròn đẹp luôn ạ. 280 một cân, giá cực kỳ là yêu thương luôn. Tại vì thị trường hiện tại thì giá kiều tím còn trên 300.000 một cân cơ. Đây là có cả thân dài này. Và bên đây là hàng thân lùn và thân vừa. Hàng thân dài thì các bác sẽ những cái mắt hoa trong một thân nó sẽ nhiều hơn. Còn hàng thân lùn thì các bác sẽ được nhiều thân hơn trong một kg. Đấy, hàng về bao xanh bao đẹp cho mọi người luôn ạ. Đây là kiều tím miền Trung. Tiếp theo là hoàng thảo vẩy rồng ạ. Vẩy rồng này là vẩy rồng rừng Gia Lai, là rừng Việt Nam nhớ nhá. Nên cây của nó rất là xanh, đẹp. Đấy ạ. Đây, nó thành từng mảng nhỏ nhỏ xinh này. Đấy, cây tươi lắm ạ. Loại này em bán là 150.000 đồng một cân. Hoàng thảo vẩy rồng. Em có một cái bó này là bó Vanda này, 100.000 đồng cái bó này, rừng rất là nhiều cây luôn, Vanda rừng ạ. Hoàng thảo đùi gà tròn ạ. Dòng gà tròn này là dòng đùi gà thân dài các nhá, nên cái hoa của nó trải dài theo thân, hoa rất là đẹp. Tuy nhiên thì hàng hơi xuống lá một chút, em bán theo cái giá hàng giống để các bác làm giống luôn là 180.000 đồng một cân. Hoàng thảo đùi gà tròn. Tiếp theo đó chính là hoàng thảo môi tua.
Hàng này thì hoa của nó màu vàng, họng tua rua rất là đẹp. Hàng này các bác có thể lấy tầm 50.000, em sẽ bó cho bác một bó đẹp rồi. Hàng này em bán là 130.000 đồng một cân ạ. Hàng tươi mới. Em có một ít cái hoàng nhạn tháng 4, hàng thanh lý đây. Cây nhỏ thì nó hơi mất nước, còn cây to thì nó hơi xấu xí lá một tí. Giá là bình thường là 60.000 đồng một lạng. Hôm nay em bán thanh lý luôn, sập sàn giá lỗ luôn là 35.000 đồng một lạng. Là 350 một cân nhá. Hàng này các bác về làm giống cho em ạ. Em có một chút cái đai châu rừng bóc trụ này. Hàng nó hơi lỗi lá một chút, hơi mất nước một chút. Giá bình thường là 600 thì hôm nay em bán là 500.000 một cân. Họa hoàng cam rừng Gia Lai, hàng tươi mới và hàng này thì rất là sai hoa. Em bán là 28.000 đồng một lạng, 280.000 đồng một cân. Em có một chút cái đai châu rừng hàng thanh lý này. Hàng này thì em bán là 50.000 đồng một lạng. Đấy, giá bình thường cũng 600.000 một cân, giờ bán 500.000 một cân. Đấy, đây là đai châu rừng nhá. Nãy là đai châu rừng bóc trụ Vanda Lai đai châu. Dòng này em bán là 100.000 đồng một cây nhá. Và mua từ 5 cây em bao ship. Các bác lưu ý là hàng Vanda là hàng nhập từ Thái về, nên có thể trong quá trình vận chuyển thì cái lá nó sẽ hơi bị sứt một chút này. Các bác hết sức thông cảm. Còn đâu nhìn tổng thể của cây thì nó rất là đẹp. Đấy, hàng này hàng nhập khẩu nên thành ra là qua quá trình vận chuyển nhiều khâu ấy, nó sẽ không được giữ nguyên vẹn. Nên là em nói qua tình trạng cây cho các bác. Còn đâu nhìn tổng thể thì cây đều là cây rất là đẹp. Và hàng này thì hoa quanh năm, bông hoa rất là to. Tiếp theo là những cái chậu đai châu hồng cánh sen, hàng VIP của đai châu Thái ạ. Hàng này em bán đang bán giảm giá nhé. Giảm giá kịch sàn để em lấy lô hàng mới về đấy ạ. Giá bình thường là 400.000 một cây, thậm chí Tết còn trên 500.000 cơ. Em bán với giá là 350 một cây, giá siêu rẻ luôn. Hàng này lấy từ 3 cây em bao ship. Năm cành trắng họng hồng ạ. Hàng này là hàng chuẩn, hàng ươm ki. Và hàng chậu nhà em là chậu 2 thân ạ. Bình thường giá một thân đã rơi tầm 290 một thân rồi đúng không ạ? Một chậu 2 thân này nhà em đang bán ra với giá là 350 một chậu. Hàng rất là đẹp, giá cạnh tranh nhất thị trường rồi. Hoa của nó họng màu hồng trái tim, cánh màu trắng. Và đấy, loại này hoa nở Tết nhé. Tiếp theo là đen ruby hồng ngọc. Một trong những cái dòng hoa mà mắt xước và cánh bầu quá là tuyệt vời. Một chậu trung bình sẽ có 3 thân, cả dài cả ngắn, hàng ươm ki các bác nhá. Hàng này em bán theo giá để các bác về làm giống này. Hoa đẹp thì đáng để sưu tầm đúng không ạ? Hàng này em bán là 200.000 đồng một chậu, phi điệp. Thế là những chậu giả hàng hoa hồng đỏ. Hàng này em có hàng chậu này, hoa nở Tết đây. Đấy, mỗi chậu như vậy trung bình em bán là 180.000 đồng một chậu, hàng ươm ki. Giả hàng hoa hồng đỏ cũng là một cái hàng em bán khá là chạy hàng. 180 một chậu. Còn phía bên đây là những cái chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố. Hạc vĩ thiên cung lữ bố màu hoa tím đậm. Và hàng này thì hàng kg thì không hề có các bác nhé. Mỗi chậu như vậy em cũng bán giá trung bình là 180.000 đồng một chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố. Tiếp theo là những cái bảng này là bảng châu như lưỡi bẹt. Hàng lưỡi bẹt nhé. Hàng này thì sổ hoa trong lô vừa rồi thì tỷ lệ bẹt chiếm 95%. Hàng cây chuẩn đét luôn. Và hàng này thì khi mà người ta ấy cho hoa ấy, người ta bán mặt hoa thì giá trị của nó toàn tiền triệu thôi các bạn. Năm nay bẹt thì khá là lên ngôi đấy ạ. Em bán mỗi bảng như vậy với giá 250 thôi. Hàng này mỗi chậu là 2 thân dài, hoặc là những chậu nào mỗi bảng 3 thân thì nó sẽ ngắn hơn một chút nhé. Số lượng em không còn nhiều. Đấy, hàng châu như bẹt này. Bộ dendro của nhà em về có 37 loại dendro. Và hôm nay thì cũng có một số loại dendro nhà em với số lượng về nó quá là ít, không đủ để trả đơn các bác. Bởi vì những cái loại đấy đều là loại hot cả, nên một số mà loại dendro thì vừa cháy hàng. Bây giờ em sẽ update được những cái mặt hàng dendro hiện tại cửa hàng nhà em có nhá. Đâu đó nó sẽ gần 30 loại. Và hàng nhà em thì em đang đặt một lô hàng nữa và tiếp tục sẽ về trong cái thời gian gần nhất để trả hàng cho các bác. Các bác theo dõi cũng như là xem tình trạng cây cũng như là mặt hoa từng loại. Sau đây thì em sẽ giới thiệu từng loại cho các bác. Trước tiên đó chính là dòng nắng 4N. Tình trạng cây nắng 4N đây. Đấy, hàng em bốc solo thực tế trong lô này. Cây là cây rất là tơ mướt luôn. Đấy, một chậu của nó sẽ rất là nhiều giả hành. Nắng 4N, mặt hoa đẹp như trên màn hình nhá. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Đây là dòng nắng 4N. Đây là dòng nắng khá là truyền thống. Chuyển sang bên đây, đây là thuộc dòng nắng thơm các bác nhá. Loại nào nắng thơm em sẽ giới thiệu luôn trong quá trình giới thiệu cho các bác. Đây ạ, đây là dòng U-Thai. U-Thai là dòng nắng thơm. Đấy, cây của nó đây. Đấy, tình trạng cây rất là mướt đẹp luôn. Cây tơ mướt đẹp, hoa thơm nhá các bác nhá. Đó, một số cây còn đang lên mầm gốc này. Đây là dòng U-Thai. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Loại thứ 3 là thỏ đỏ. Đã, 4N và U-Thai đều đồng giá là 80.000 một chậu nhá. Em quên em giới thiệu giá tiền luôn. Đây là thỏ đỏ ạ. Đây ạ, thỏ đỏ. Với mặt hoa cánh bay và cánh rất là mảnh và màu đỏ rất là đẹp đây ạ, thỏ đỏ. Cây tơ, đấy rất là
một dòng hoa rất là đáng sưu tầm, hàng cả lô đẹp mướt luôn như nhau. Tiếp theo nữa, em giới thiệu sang cái dòng Bun Lan. Dòng Bun Lan là một dòng hoa thơm với cánh bầu màu trắng và lưỡi màu tím. Và hàng này thì hoa là thuộc dòng nắng thơm thôi nhé. Cây Bun Lan này, cây này cũng khá là cao. Và cây tơ mướt rất là đẹp. Đây ạ, cây Bun Lan đây các bác ơi. Bun Lan em đặt số lượng nhiều hơn bởi vì nó là dòng khá là được các bác ưa chuộng. Đấy, với cánh bầu rất là đẹp, các bác có thể xem hình ảnh ở trên màn hình như em vừa chèn vào cho mọi người xem luôn. Đấy, cây tơ đẹp nhá. Đây là dòng Bun Lan hoa thơm. Và lưu ý một chút là không phải là dòng Dendro nào cây cũng cao như nhau. Và các bác sẽ nhìn là nhìn tình trạng cây, nhìn biết được tên cây, cũng như là có những cây thì thuộc dòng thấp lùn, có những cây thuộc dòng tốt cao đó. Và tiếp theo nữa, một dòng nữa, rồng xanh cũng 80.000 đó. Cây tơ mướt và bụi rất là to, riêng rồng xanh về lô rất là to đẹp nhé, 80.000 đồng một chậu thôi ạ, rất là đẹp. Kinh ba cũng là một cái dòng hoa màu tím cánh xoắn rất là bay đó. Kinh ba cây tơ này mập ú ụ các bạn ạ. Đó, đây là dòng kinh ba nhé. Tức là dòng Dendro thì cũng sẽ có cây nọ cây kia, tức là sẽ là xem 19 10, bởi vì đều là những cái cây mà nhà vườn người ta chọn đẹp ấy. Đấy các bác nhìn cây tơ đẹp chưa ạ? 80.000 đồng một chậu kinh ba. Thỏ xưa. Đây ạ, một bụi thỏ xưa của nó cũng rất là nhiều thân. Đó. Đây ạ, một số cây còn đang có nụ hoa đây. Cây đang lên mầm này, đẹp chưa ạ? Đó, thỏ xưa này 80.000 đồng một chậu. Một chậu thỏ xưa với giá là 80.000. An ba xưa, một cái dòng cây cao trội hẳn ạ. Các bác nhìn, cây cao trội hẳn so với các dòng còn lại. Đấy, dòng an ba xưa đấy ạ. Một cây của nó đây, một bụi cây tơ của nó đây. Đó, các bác có thể ghép tầm 2-3 chậu vào một cái giò to nhé. Là các bác sau này sẽ có một cái giò khủng của dòng Dendro nắng đấy ạ. Và các bác lưu ý được một chút nữa nè. Một cái thân của Dendro nắng này, nó sẽ ra hoa ở trên đầu chóp này. Và ra hoa ở trên những cái mắt ở xung quanh. Để các bác nhìn, nó sẽ ra hoa rất là liên tục và rất là nhiều, chứ không nhất thiết không phải là chỉ ra hoa một lần là hết đâu ạ. Nếu một thân là ra hoa sẽ rất là nhiều ngồng hoa và sẽ ra hoa từng đợt. Đây là an ba xưa 80.000. Chuyển sang bên đây, Hiroshi. Hiroshi thì cái dòng thân lùn mập đó, cây tơ thân lùn mập. Và dòng này thì hoa của nó màu tím đậm với viền màu trắng rất là đẹp. Đấy ạ, Hiroshi đấy ạ. Đấy, cây mập ú ụ luôn, 80.000 đồng một chậu nhá. Đây, Hiroshi hôm vừa rồi em về là cháy hàng luôn. Tiếp theo là bò vàng. Đấy ạ, những cái chậu bò vàng mà thân đều là những cái dòng hàng lựa chọn rất là đẹp đấy ạ. Đây là cây bò vàng các bác nhá. Gửi đi em sẽ đánh tên và thành màu cho mọi người. Đó, bò vàng. Tiếp theo là chan chao ạ. Chan chao. Dòng này thì cánh khá là bay. Hoa của nó màu xanh vàng, vàng xanh, rất là đẹp đấy ạ. Đây là chan chao, một bụi to như vậy, cũng 80.000 đồng một chậu. 80.000 đồng một chậu. Rồng vàng. Rồng vàng, hoa của nó màu vàng và loại này thì cực kỳ là sai hoa nhá. Cực kỳ là sai bông luôn. 80.000 đồng một chậu. Đây ạ, một bụi của nó đây. 80.000 đồng một chậu và rất là siêng bông. Thỏ. Tiếp theo là thỏ vàng. Đấy, một thụi bụi thỏ vàng nó sẽ như cũng khá là nhiều thân, nhiều nhánh và cây đẹp xanh mướt luôn. Đấy, đây là thỏ vàng. Ghép có tới 2-3 chậu vào, sau này ra hoa thì nó rất là sai. Đây là cây thỏ vàng ạ, 80.000. Ba lưỡi hồng. Ba lưỡi hồng xen lẫn với ba lưỡi vàng. Hàng này cũng giống như một dòng Dendro đột biến. Hoa đẹp và rất là sai hoa. 80.000 đồng một chậu ba lưỡi hồng. Đồng tiền, đây là cái dòng hoa mới về nhà em trong thời điểm hôm nay. Đấy, lan đồng tiền ạ. Đó, cây tơ mướt đẹp, một số cây còn đang có nụ hoa cơ ạ. Đó, đây là đồng tiền ạ. 80.000 đồng một chậu. Urawan. Urawan, cây tơ mướt đẹp và hàng đang lên mầm. Quá là tuyệt vời. Urawan, em bán là 80.000 đồng một chậu. Và đây là Yellow White Leaf, một cái dòng cây tơ và thân mập ú. Đây ạ, dòng này thân mập ú, bản lá to. Đây ạ, cây này rất là mập luôn, hoa màu vàng, rất là siêng bông. Đấy. Đây ạ, đây là Yellow White Leaf. Đấy, thân mập chưa? Đấy, em ước chừng cái bàn tay để các bác có thể hình dung. Đây, hoa màu vàng chanh, vàng tươi. Vàng tươi ạ.
Rabbit Berry. Dạ, Rabbit Berry là dòng này rất là siêng bông, hoa đẹp. Đó, hàng này em bán là 80.000 đồng một chậu Rabbit Berry. Đó, cây rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, cả một lô hàng về. Hàng này mới tinh luôn, nhà em chưa từng có quá nhá. Hàng này em cũng phải săn tự như là vườn. Người ta có những loại nào mới là em sẽ săn luôn. Đây là Rabbit Berry, là huyết long đỏ. Và các bác biết rồi, cái dòng Dendro mà màu đỏ đậm luôn ấy, là dòng huyết long này ấy, thì hàng cực kỳ là hiếm. Hàng hiếm ít có, đó chính là dòng huyết long đỏ đấy ạ. Một chậu cây tơ rất là mập, thân nù mập đó. Huyết long đỏ này em bán với giá là 100.000. Đấy, loại này thì hơi cao tiền, nhập cao tiền hơn một chút. Bản lá to, đẹp, dày dặn. Và hàng này thì hoa màu đỏ đậm luôn, 100.000. Tiếp theo nữa, Singaron. Singaron ạ. Hàng này thì cây tơ ạ. Đẹp, rất là đẹp ạ. Huyết long đỏ. À, đây là Singaron, em bán với giá là 80.000 đồng một bầu. Hàng này là hàng mới về, hàng mới về. Chuyển sang bên đây, đó chính là cái dòng Cisaret. Cisaret thì lại là một cái dòng cây rất là cao to, rất là đẹp. Cisaret thì bản chất cây lại rất là cao to. Đó, cây cao đẹp lắm ạ. Cây tơ mướt luôn. Đấy, cho mọi người xem luôn cái dòng cây Cisaret nhé. Đây, một bụi của nó này, 80.000 đồng một chậu, như vậy quá là xứng đáng đúng không ạ? Đây, 80.000 đồng một chậu Cisaret. Đấy, cũng có chậu thì nó tầm 2-3 thân. Đó, hàng cao đẹp. Hàng này các bác chăm nó có thể rơi tầm khoảng tầm mét, hơn mét cơ ạ. 80.000 đồng một chậu thôi. Cây to bự vật vã. Kinh đỏ. Huyết long và kinh đỏ là hai cái mặt hàng nhà em về đợt này. Và em phải lựa ra cái, tìm được cái nhà vườn để người ta có mặt hàng này rất là lâu rồi. Đấy, kinh đỏ là cái dòng mà hoa cánh bay và hoa màu đỏ. Cây tơ nhớ nhá. Đây, tình trạng cây là dòng cây tơ chứ không phải là dòng cây già đâu. Cây tơ mướt đẹp luôn, 80.000 đồng một chậu. À, dòng này là 100.000. Dòng kinh đỏ và huyết long đỏ là 100.000. Vậy hàng này em nhập giá thành nó hơi cao. Tiếp theo sang bên đây, đó chính là Tommy. Dendro nắng Tommy. Đó. Tình trạng cây lùn mập. Tommy 80.000 đồng một chậu. Tiếp theo là tím xoăn Huế. Nãy là tím Huế, còn tím xoăn Huế thì cánh hoa của nó là dòng cánh xoăn. Đấy, cây tơ mướt nhá nhá. Và hàng này một đa phần 100%, hầu như là có nụ. Một số cây chưa có nụ thì đang chuẩn bị nhú nụ này. Đấy, về cái này thì các bác trực chơi hoa luôn. Đây là lý do tại sao mà cái dòng Dendro nắng nó ra hoa quanh năm, để cho mọi người chơi hoa được. Tiếp theo là dòng Dendro ba lưỡi vàng ba lưỡi đỏ. Loại này là dòng đột biến về hoa, ba cánh vàng xen lẫn với ba cánh đỏ các bác nhé. Cây lâu hôm nay thì thuộc cái top mà cây nó mập ú thôi ạ. Trong nhiều lô trước đây thì em nhập thì cây nó khá là nhỏ. Cây này đứng ngọn rồi, sắp tới được chơi hoa luôn rồi. Loại này em bán với giá là 100.000 một cây, 100.000 đồng một cây. Tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác một cái dòng nắng thơm nữa, đó chính là dòng banana. Dòng này thì hoa rất là thơm quá nhá. Cây là cây tơ này, lùn mập này. Đó, hoa thơm và hoa màu vàng, điểm những cái màu trắng rất là đẹp và rất là hài hòa. Loại này em bán 80.000 đồng một chậu. Các bác ưng mặt hoa nào thì các bác báo em trong quá trình đặt hàng. Và một bộ Dendro em xin nhắc lại một lần nữa. Áp dụng các bác đặt số lượng từ 5 cây, em sẽ giảm giá là 5.000 đồng một cây. Khi mà đặt 10 cây em sẽ giảm hẳn 100.000, tức là giảm 10.000 đồng một cây nhé. Mua càng nhiều thì sẽ được giảm giá càng nhiều đấy ạ. Rất là đẹp đấy. Bao hàng đẹp cho các bác luôn, cả một bộ Dendro nắng, hàng về xanh mướt và cây tơ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong video clip tiếp theo ạ.